Tối ngày hôm qua thì mình có xem được video ra mắt của dòng sản phẩm Sony WH-1000X Mark 5 và cái con Linkbud mới của nhà Sony. Và mình cũng đồng thời xem được cái video ra mắt của Huy Thành bên Relab và mình khá ghen tị khi mà được cầm cái sản phẩm đầu tiên. Và mình đã inbox trực tiếp cho nhóm của NAT nhỉ? Là khi nào bên mình sẽ có sản phẩm và được trả lời là sáng ngày hôm nay. Và ngay sáng ngày hôm nay thì bọn mình đã được trải nghiệm và có một số cái nhìn tổng quan nhất về cái sản phẩm hot nhất của nhà Sony. Có thể nói là chiếc tai nghe full size hot nhất trong thời điểm hiện tại, WH-1000X Mark 5. Vậy thì nó có cái gì thì hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé. Sản phẩm này thì bọn mình rất cảm ơn anh em Sephones đã cho mượn, cho nên là nếu anh em có quan tâm tới WH-1000X Mark 5, mà sản phẩm này thì rất nên quan tâm, nó phải gọi là best trong tầm giá của nó rồi. Thì các bạn có thể tham khảo đường link bên dưới phần mô tả. Sony WH-1000X Mark 5 ra mắt nó là một cái gì đấy nó khác biệt khá nhiều so với lại những dòng sản phẩm trước đây. Nếu các bạn nhìn vào X Mark 3 hay là X Mark 4 thì các bạn sẽ thấy là nó không có nhiều sự khác biệt và cải tiến ở trên hai chiếc tai nghe này, mà hầu như X Mark 4 nó chỉ là một chút gì đó kiểu như là một sự gọi là nâng cấp nội năng, một kiểu upgrade của một kiểu Son Goku siêu Saiyan cấp 3 gì đó. Thế nhưng mà đây nó không phải là Son Goku nữa, mà nó là hẳn ra một kiểu một chiến thần mới, một cái gì đấy nó khác biệt hoàn toàn cả về từ ngôn ngữ thiết kế lẫn cả về mặt chất âm. Chất âm thì tất nhiên là mình sẽ nói sau, nhưng mà về trước hết về thiết kế thì X Mark 5 mang một cái gọi là triết lý của Sony trong việc cắt giảm và cũng như là tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Có thể nhìn thấy ngay từ ở trên tai nghe lẫn ở trên vỏ hộp. Và bây giờ thì Sony đã chuyển hoàn toàn tất cả các cái dòng gọi là hộp của mình, từ in-ear cho đến headphone không dây to đều là dây tái chế. Cái điều này thì không có gì đáng chê trách cả, nhưng mà cái hộp nó không được đẹp lắm. Nôm na theo quan điểm của mình là như thế. À, cái phần hộp của các phiên bản trước đây của Sony thì trông nó ok hơn trên những cái mẫu tai nghe gọi là headphone. In-ear thì Sony cắt kinh lắm rồi, nhưng mà hộp thì con này trông cũng được. Nói về phần hộp này, phần package rồi thì đóng gói, nó là một cái gì đấy nó khá là quan trọng ở trong cái phân khúc này. Bởi vì khi mà các bạn bỏ ra một mức giá lên tới cỡ khoảng độ gần 10 triệu, hay là con này 10 triệu nhỉ? Con này là khoảng chính hãng nếu em không nhầm là khoảng rơi vào 9 triệu rưỡi, 400 đô. Thì đấy, thì khi mà chúng ta bỏ ra một số tiền lớn như thế để mua một chiếc tai nghe không dây thì bản thân chúng ta cũng đã mong chờ là chúng ta sẽ nhận được một cái gì đấy nó giá trị nó nhiều hơn thế, chứ không phải là chỉ đơn giản là một cái tai nghe úp vào đầu, còn cái hộp thì mở giọt ra và đá vào cái là xong. Đấy là quan điểm của mình như thế. Và Nhật thì tất nhiên là từ xưa đến nay thì họ lúc nào cũng đóng gói cũng đẹp, nhưng mà Sony thì mình nghĩ rằng là họ sẽ có thể là làm cái hộp này ở cái bản sau trông nó bắt mắt hơn một chút nữa, thì nó sẽ phù hợp với cái mức giá khoảng 10 triệu hơn. Thực chất là cái hộp này khi mà các bạn mở ra thì có duy nhất một cái bao đựng tai nghe hết, chả có một cái gì cả. Và bên trong là cái hộp giấy rỗng. Chiếc tai nghe này nó khác rất nhiều so với con XM4. Cái phần đầu tiên là các bạn có thể thấy là nó sẽ không gập được vào những con XM4. Điều đó nó dẫn tới cho cái việc là cái hộp đựng của nó giờ đây nó sẽ phải to hơn, nó sẽ phải dày hơn. Chứ nó không được như là con XM4 nó có một cái hộp rất là gọn. Cái này nó sẽ khiến cho không phải là chỉ đơn giản là nó to hay bé đâu, mà nó sẽ khiến cho cái việc mà các bạn thao tác ấy nó trở nên nó kém thuận tiện hơn. Bản chất dòng WH của Sony sinh ra là để làm gì? Để cho chúng ta có một cái sản phẩm nó cơ động mà vẫn có một chất âm ấn tượng, chống ồn, mang đi đây đi đó. Trong quá trình chúng ta đi lại, vận chuyển, rồi đi làm, đi học, các thứ này kia, chúng ta vẫn có thể mang vác nó tương đối là đơn giản. Thế nhưng mà cái hộp của XM5 này thì mình thấy rằng nó hơi ngược cái triết lý đi ấy. Nếu các bạn có một cái hộp của XM4, các bạn để cạnh XM5 thì các bạn sẽ thấy là cái hộp này nó phải to hơn khoảng độ gần gấp rưỡi, to hơn khá nhiều. Nó sẽ khiến cho ví dụ như các bạn cho vào trong túi nó không còn tiện lợi và nó không còn dễ dàng như con XM4 nữa. Và cả cái con này cũng vậy. Cái phần gọng giờ đây thì ok, sau khi quá nhiều người feedback là cái gọng nó kẽo kẹt thì đấy, ở trên XM4 thì bây giờ họ không cho gập vào thì hết cả kẽo kẹt luôn. Đệm đầu ở trên thì mình thấy là cũng được. Với mình ấy thì đây là một trong những cái con tai nghe headphone không dây mà khiến cho mình phải hạ cỡ. Bình thường là khi mà đeo tai nghe thì mình rất hay là kéo mắc, sau đó mình úp vào đầu, thế là xong. Nhưng mà hóa ra là con này nó đầu, cái cỡ đeo của nó còn to cả đầu mình. Thế cho nên là khi mà mình để mắc cái cỡ đeo của nó thì nó quặp và bị quá. Đây, nó sẽ quặp và quá như thế này. Nó sẽ khiến cho ấy, khi mình đeo, cái điểm tiếp xúc ở bên dưới nó sẽ chặt hơn so với điểm tiếp xúc ở bên trên. Nó không được cân đối cho lắm. Nên mình sẽ phải hơi hạ xuống một chút để cho nó ôm đều cái vành tai của mình hơn. Mà cái cảm giác đeo của con này thì mặc dù nếu như các bạn so cái earpad của trên XM5 với XM4 ấy thì nó mỏng hơn khá nhiều.
nhưng mà mình đeo mình thấy ok, nó không bị khó chịu gì cả, mà cái cảm giác cái tai của mình nó vẫn lọt hết cả vào bên trong, cái khoang tai mình vẫn tương đối là thoải mái. Còn tất nhiên là nóng thì làm sao mà tránh được, cơ bản là tầm mùa hè, mùa hè Hà Nội lại còn phát ra thì tránh làm sao được. Có thể những cái lời vừa rồi là những cái lời chê rất nhiều về cái đóng hộp hoặc là cái hoàn thiện sản phẩm. Nhưng mà với cá nhân mình thì khi mình cầm cái sản phẩm này, mình đã đăng một cái post trên Facebook, đây là chiếc tai nghe không dây tốt nhất của Sony đã từng làm ra. Thì cái tốt nhất ở đây không phải là một cái sản phẩm tốt, mà đó là một cái tai nghe mà mình hướng tới là cái chất âm của nó cực kỳ là tốt. Và con này thì mình có nghe trong một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đây sẽ là một số chia sẻ cảm nhận về chất âm của mình. Thứ nhất, đấy là đây một tai nghe nó lệch đi khỏi cái hướng tone của Sony thời điểm hiện tại. Ví dụ các bạn có thể quen hơn với những cái sản phẩm WH như từ Mark 1 cho đến Mark 4 thì nó đều có một cái chất nó sôi động, nó nhiều bass, nó vẫn thiên hướng về cái dòng XR Bass của nhà Sony. Mà thậm chí là trước anh nghe có một reviewer nào đấy còn mô tả là Sony làm XM3 với XM4 nó giống như những gì mà Beats làm ở trên những chiếc tai nghe Beats cách đây nhiều năm. Chính xác. Nó khá là dày về giải trầm và mình không thực sự là thích cái kiểu đấy cho lắm. Và với cái tầm giá mà Sony target vào con này, $400, nó hướng tới một cái phân khúc khách hàng cao cấp hơn, và em nghĩ là sẽ có những khách hàng có nhiều cái trải nghiệm về âm thanh hơn và họ thích cái tiếng của con này. Thứ nhất, đây là một con tai nghe có lượng bass không quá nhiều như dòng XM3, XM4. Không quá nhiều thôi nhé, chứ không phải là con này bị thọt bass. Thứ hai là các bạn có thể nghe rõ ở trên con này nếu mà được đi trải nghiệm, đó là một cái tiếng mid cực kỳ trong. Mà cái mid cực kỳ trong này mình chỉ có thể gặp được ở trên những con tai nghe có dây và thường là cắm vào những cái con DAC cực kỳ tốt như là dòng SP1000 của AK. Đấy là cái cảm nhận của em, vì cực kỳ kiểu wow, kiểu không hiểu không. Wow, sướng thế. Với cái mức giá mà đưa ra như Hải nói là với một cái con tai nghe không dây $400 và bạn ấy miêu tả là âm thanh cho bạn một cái trải nghiệm trong trẻo của vocal, nó xem những combo đến hơn 100 củ, thì đúng là chúng ta có thêm một Sony fanboy ở đây. Thế cái phần giải mid này thì mình thấy rằng là nó khá là hợp gu của Hải. Còn với mình thì mình muốn cái gu vocal nó dày hơn một chút nữa. Tất nhiên là nó rất là trong, còn cái việc nó dày thì nó không liên quan đến nhau lắm. Với cái thứ hai nữa là cái giải trầm của con này, với cá nhân mình, cái chuyện hụt nó là một chuyện. Nhưng mà nó có một cái như thế này, ở một số bài, không phải tất cả, mà một số bài cụ thể thôi. Ví dụ như là ở trong bài nhạc phim The Pacific Rim phần 1 chẳng hạn, thì ở một số khi mà cái tiếng trống nó đánh nó sẽ có tạo một cái cảm giác lu bu lu bùng bùng, mà con này cái giải trầm nó không xử lý được cái đấy một cách gọn gàng, nó khiến cho cái đấy nó lấn sang giải mid, và nó vô hình chung nó làm mình hơi đáng tiếc ở chỗ là nó tàn phá cái giải mid, nó bị mất đi một phần chi tiết. Nhưng mà không phải bài nào nó cũng như vậy, chả hiểu sao cái bài đấy lại xử lý như thế. Nhưng mà mình nghe những cái tai nghe khác thì không bị, nhưng mà con này thì bị. Còn nhìn chung thì như đúng như Hải nói là cái giải trầm nó được tiết chế đi rất nhiều, nó khiến cho cái giải mid nó được tôn lên. Chỉ có điều là với gu của mình thì nó vẫn hơi mỏng một xíu. Có thể một số thể loại nhạc anh nghe thì nó sẽ kiểu cái giải bass nó nhiều thì nó sẽ bị lấn vào. Còn em nghe một số nhạc vocal như của Bằng Kiều ấy, hoặc là Bùi Lan Hương và anh gì nhỉ? Lân Nhã à? Lân Nhã thì cái tiếng vocal rất là trong trẻo và nó thể hiện cực kỳ tốt. Cái thứ hai mà mình thích ở con này đó là cái phần giải trap. Giải trap con này nó thể hiện một cái trap nó không gắt và nó tơi. Mình gặp cái trap này ở trên một số tai nghe Plana hoặc là những cái tai nghe tĩnh từ. Nghĩa là cái trap của nó cực kỳ tơi, nó nhuyễn và nó tả, hay lắm. Tả như sới cơm. Không, thực ra là con này, thề là các bạn phải đi trải nghiệm con này thì các bạn mới biết được cái trap của nó hay mức nào. Mình cực kỳ kiểu ấn tượng về cái phần giải mid và phần giải trap. Và với cái cá nhân gu của mình khi mà đã nghe vocal và nhạc cụ nhẹ nhàng thì mình cực kỳ thích cái kiểu tiếng của con này. Còn về cái phần giải bass thì đúng là như anh nói, có thể nó sẽ phù hợp với một số bạn mà có thể nó không, sẽ cái, không. Cái việc mà nó lấn đấy nó chỉ ở một số bài thôi. Một số bài đúng không? Nó không phải tất cả đâu, còn thật sự là trong nhiều bài khác. Tức là tất nhiên là mỗi bài họ để cái giải trầm nó ở một số giải tần khác nhau, nhưng mà có những bài mà thật sự cái giải trầm đánh rất là ấn tượng. Nó lực nhá, chứ nó lại không kiểu quá hiền đâu. Còn ở cái ý của giải trap của Hải ấy, nó khiến cho mình hơi liên tưởng một chút đến con Z1R. Nó cho mình một cái cảm giác nó hơi liên tưởng đến cái con đấy của Sony. Và thật sự để mà nói thì cái việc mà đã tiết chế ở giải trầm làm trong trẻo ở cái giải mid, bởi vì thực ra như khi mình nghe combo Z1R của Sony thì mình không thích cái giải mid của con Z1R cho lắm, nhưng mà cái giải mid này họ làm khá là tốt.
Và cái giải chép thì nó vẫn giữ được một cái gọi là một cái sức mạnh của Sony ở trong một cái tầm giá nó chỉ có 400 đô. Tính năng của con WH5 thì như thời gian trải nghiệm của mình không được quá nhiều, và mình có sử dụng con này để test chống ồn thì chống ồn con này dễ chịu hơn con X4 rất là nhiều. Con X4 mình gọi là cái chống ồn nó bị tiêu cực quá, nó áp lực vào tai khá, còn X5 thì nó cho lại một cảm giác nghe rất là tốt. Cái thứ hai đó là cái AI, cái nhận diện giọng nói khi mà mình đang nghe nhạc và mình nói với anh Nam Anh phát là nó bắt luôn. Mình nghĩ là cái khoảng thời gian chưa đến một giây đâu, và mình nghĩ đây là cái cải thiện về cái trải nghiệm người dùng rất là tốt. Và có những cái trải nghiệm tiếp theo về con X5 thì trong video tiếp theo chúng mình sẽ làm đánh giá chi tiết hơn. Như thường lệ thì bọn mình mượn sản phẩm này tại Cell One S, thế cho nên là anh em nào có quan tâm thì có thể tham khảo được link dưới phần mô tả. Còn video đây là hết rồi, mình phải dừng lời thằng này chứ không thì nó fanboy Sony nó khen cho thêm 3 tiếng nữa vẫn được. Ok, bây giờ thì bye bye anh em.